Sài Gòn trở lạnh, nhà vườn sợ mai nở không kịp Tết. Dân khốn khổ vì sống chung với bãi rác, di dời chậm tiến độ. Hàng chục người vây công ty nông sản đòi nợ hàng tỷ đồng. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ hơn 31 kg ma túy các loại. Phút đời thường hôm nay, giữa tiết trời thủ đô buốt giá, có những suất cơm 2.000 đồng đầy ấm áp. Kính chào quý khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Năm, ngày 14 tháng 1 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc nhìn trưa nay. Thưa quý vị, trong những ngày cuối năm âm lịch, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển biến thất thường kèm các đợt không khí lạnh khiến nhiều nhà vườn trồng mai phập phồng lo lắng, sợ mai sẽ không kịp nở đúng dịp Tết. Còn chưa đầy một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. Năm nay, vườn mai của anh Huỳnh Lê Khánh Triều tại quận Thủ Đức sẽ cung cấp khoảng hơn 500 gốc mai ra thị trường. Tuy nhiên, thời tiết se lạnh dạo gần đây gây khó khăn cho nhà vườn trong việc chăm sóc và đảm bảo hoa nở kịp Tết. Cây mai, cái ua nó cần nắng nhiều nó mới chỗ bông đẹp được. Lạnh như vậy thì nó rất là khó ra bông. Khi mà nó ra bông thì bông nó cũng không có tươi cho lắm. Thường thì buổi tối chúng tôi sưởi ấm, mở thêm đèn để sưởi ấm cho cây, để cho cây nó đừng có quá lạnh. Sáng sớm thì hạn chế tưới nước. Ngoài ra, để tránh mai nở muộn trong thời tiết lạnh, các nhà vườn cũng bắt đầu tiến hành lặt lá sớm hơn 3 đến 5 ngày so với mọi năm. Dự báo từ nay đến Tết Nguyên Đán 2021, sẽ còn vài đợt không khí lạnh ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ. Vì vậy, các nhà vườn trồng mai cần theo dõi diễn biến thời tiết, đề ra các phương án hợp lý để chăm sóc mai nở đúng Tết. Thưa quý vị, cư dân trên đường Thủy Lợi, phường Phước Long A, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh đang phải khổ sở vì sống chung với rác, mùi hôi tanh luôn phảng phất khiến nhiều hộ dân phải đóng kín cửa. Nguyên nhân chính là do việc di dời điểm trung chuyển rác của phường chậm tiến độ. Điểm trung chuyển rác nằm ở đầu ngã ba đường Tây Hòa và đường Thủy Lợi, với vị trí ở đầu hướng gió khiến cho mùi hôi thối của rác luôn phảng phất quanh khu dân cư. Nằm cách xa bãi rác khoảng 100m, nhưng không khí ở chung cư Him Lam Phú An cũng không thể trong lành hơn khu dân cư bên ngoài. Đa số các căn hộ có cửa hướng về phía bãi rác đều phải đóng kín cửa, che rèm để hạn chế mùi hôi của rác thải. Điểm trung chuyển rác phường Phước Long A chưa thể di dời. Hơn 3.000 dân cư ở đường Thủy Lợi cũng như chung cư Him Lam Phú An vẫn phải tiếp tục sống chung với mùi hôi thối của rác, bất kể đêm hay ngày. Sau hơn một tuần, phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. Hiện tại, lượng hành khách trên tuyến phà biển này đã dần ổn định. Tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu khai thác 2 phà, mỗi ngày hoạt động 24 chuyến, mỗi chuyến cách nhau 60 phút. Tuyến giao thông giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và thành phố Vũng Tàu đáng kể. Đại diện Ban Quản lý phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu cho biết, lượng khách trong những ngày này thường không nhiều nhưng tăng mạnh trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Hôm nay mình có một cuộc đi chơi với bạn bè ở dưới này, thì kế hoạch thì cũng là đi sang Vũng Tàu vào ngày mai, cho nên là tiện đường thì đi chơi chiều nay xong rồi mình đi phà qua đó luôn, nó sẽ gần hơn là mình phải đi một đường vòng từ đây bằng đường bộ, là từ đây về lại thành phố, xong rồi là từ thành phố về đi Vũng Tàu thì nó rất là xa. Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu là công trình giao thông kết nối quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội cho huyện Cần Giờ và thành phố biển Vũng Tàu, cũng như các quận, huyện, tỉnh thành lân cận. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, những ngày qua, rất đông người dân đã kéo đến công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Xuân Anh do bà Nguyễn Thị Kim Anh làm chủ ở xã Quảng Tiến, huyện Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk để đòi nợ số tiền hàng tỷ đồng mà họ đã ký gửi và bán nông sản tại đây. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được trước cửa công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Xuân Anh. Rất đông người dân với vẻ mặt lo lắng, thất thần đã kéo đến đây căng băng rôn với một niềm tin sẽ lấy lại được những giọt mồ hôi, nước mắt của mình. Tôi xuất cà phê, tôi có hóa đơn đàng hoàng. Tôi xuất hóa đơn cho công ty Mai Xuân Anh là 150 tấn. Nhưng mà hiện giờ chưa chuyển một đồng nào vô tài khoản cho tôi. Hiện nay là hai vợ chồng Xuân Anh nợ tôi là 5 tỷ 430 triệu. Tôi không nghĩ là tôi bị lừa, tại vì mỗi lần tôi bán hàng, tiền đưa cho tôi một lần cả 2 tỷ là tôi quá tin tưởng. Nhà này còn âm mưu lừa đảo tôi, bảo tôi là nộp vô 5 tỷ rưỡi để lấy cái nhà ngoài đường. Được biết, rất nhiều người dân đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tố cáo bà Kim Anh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và đề nghị sớm có biện pháp ngăn chặn bà Kim Anh tẩu tán tài sản nếu có. Thì hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cư Mờ Ga đã tiếp nhận được 22 đơn. Qua cái vụ việc như trên thì tôi cũng mong bà con là trong cái dịp mùa màng thu cà phê nông sản về nhà thì cũng nên là giữ tại nhà và có những cái biện pháp là trông coi tài sản, hoặc là bán thì trực tiếp thu tiền chứ không nên ký gửi qua những cái thời gian dài như vậy để tránh thất thoát tài sản của mình. Trong nhiều năm qua, tình trạng các công ty đại lý thu mua nông sản ở Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng tuyên bố vỡ nợ xảy ra khá phổ biến, để lại nhiều hệ lụy xấu. Chiều qua, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hơn 31 kg ma túy các loại chứa trong các kiện hàng nhập khẩu gửi qua đường chuyển phát nhanh bưu chính. Trước đó, đơn vị này đã phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám xét 16 kiện hàng nhập khẩu vào Việt Nam qua đường chuyển phát nhanh bưu chính từ các nước Đức, Pháp, Mỹ, Canada, Hồng Kông, Trung Quốc, thu giữ 31,2 kg ma túy các loại, gồm ma túy tổng hợp MDMA, cocaine, ketamine và cần sa. Ma túy được các đối tượng cất giấu tinh vi bằng cách giác mỏng ép vào giấy bạc, giấu trong ra trải giường. Giữa hai lớp thùng cắt tông chứa hàng quà biếu là quần áo, bánh kẹo, ngụy trang trong các hộp sữa bột, gói bánh kẹo. Đặc biệt, lần đầu tiên tại địa bàn hoạt động, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh đã phát hiện ma túy được vận chuyển trái phép trong hai kiện hàng nhập khẩu vào Việt Nam qua tuyến đường mới từ Hồng Kông và Trung Quốc. Thưa quý vị, chiều hôm qua, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau phối hợp chính quyền địa phương và người dân khu vực khóm 2, phường 7, thành phố Cà Mau đã trao giấy khen cho chị Lê Thị Cẩm Vân có thành tích tiêu biểu trong việc tự giác giao nộp pháo hoa các loại. Theo đó, trong quá trình tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh tạp hóa, điện gia dụng, đồ chơi trẻ em do lực lượng công an thực hiện trên địa bàn thành phố Cà Mau, qua đó đã có 5 cơ sở tự nguyện giao nộp 4.449 pháo hoa các loại, trong đó có 27 pháo hoa ống, 650 cây pháo hoa phục cầm tay, 3.772 cây pháo que nhang. Ghi nhận về tinh thần tự giác, đồng thời nhân rộng những việc làm thiết thực trên, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau quyết định tặng giấy khen cho một trong những cá nhân tiêu biểu là chị Lê Thị Cẩm Vân. Thưa quý vị, những ngày này, Hà Nội đang bước vào đợt rét đậm. Với những người lao động tay chân thì việc mưu sinh càng trở nên vất vả. Thế nhưng giữa tiết trời buốt lạnh ấy cũng đang có những suất cơm ấm nóng và đầy dinh dưỡng chỉ với 2.000 đồng. Với nhiều bà con ở thủ đô, có thể những suất ăn này còn lạ lẫm. Nhưng suốt 8 năm qua, quỹ từ thiện này đã nấu hơn 3 triệu suất ăn 2.000 đồng cho bà con ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Trong những phút cuối của chương trình hôm nay, xin gửi đến quý vị những hình ảnh đầy ấm áp này ngay sau đây nha. Hà Nội, những ngày đón rét hại, nhiệt độ hiếm khi trên ngưỡng 15 độ C. Tuy nhiên có một nơi tràn đầy sự ấm áp, tình thương, đó là gian bếp của quán cơm Yên Vui nằm ở số 136 ngõ 88 Trần Quý Cáp, Đống Đa, Hà Nội. Hơn một tháng qua, cứ vào lúc hơn 7 giờ sáng, nơi đây lại đỏ lửa để nấu những suất cơm 2.000 đồng phục vụ bà con nghèo tại Hà Nội. Từ 8 năm trước thì quỹ từ thiện tình thương trong Sài Gòn thì các anh chị đã hoạt động, đã nấu cho bà con những cái suất ăn 2.000 với rất là nhiều tình yêu thương, đảm bảo dinh dưỡng để cho bà con lao động làm việc. Và gần đây thì quỹ đổi tên thành quỹ từ thiện Bông Sen và đã có 13 quán trên cả nước với 3 triệu suất được nấu trong 8 năm nay để cho bà con mang cái sự yêu thương tới bà con để giúp bà con đỡ vất vả trong cái việc lao động cũng như tăng cường cái sự tình thương, niềm tin, sự tử tế vào những cái công việc thiện nguyện trong xã hội. Quán sẽ được mở cửa đón mọi người vào lúc 10:30 phút sáng. Tuy nhiên chỉ sau 5 phút, các chỗ ngồi đã được lấp kín, nhiều người phải xếp hàng đợi tới lượt ăn cơm. Thực đơn một suất ăn hàng ngày thì với suất ăn mặn thì sẽ có 4 phần, đó là thức ăn mặn, một món rau xào, cơm và canh. Bên cạnh đó thì còn có hoa quả trắng miệng. Cơm và canh thì mọi người có thể ăn với thoải mái và không có thu thêm tiền. Còn nếu như ai muốn ăn suất thêm, ăn thêm thức ăn thì họ có thể mua thêm một suất mới cũng với giá 2.000 đồng. Với những người thực hiện chương trình này,
nhận lại được những nụ cười, niềm vui, sự háo hức rạng rỡ trên khuôn mặt của bà con, có lẽ chính là sự thành công và là phần thưởng lớn nhất. Chúng tôi không có người đứng đầu mà chúng tôi chia sẻ công việc cùng nhau, thì đó là một cái niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng tôi. Chúng tôi nhận được rất là nhiều những cái giá trị mà nó không phải là giá trị vật chất, nó là giá trị tinh thần từ những nhà hảo tâm, từ những anh chị đến đây trao niềm tin cho chúng tôi. Rồi những cái nụ cười của bà con, những cái tình yêu thương của bà con, những cái lời cảm ơn mà thực sự là chúng tôi phải cảm ơn bà con vì chúng tôi được làm cái điều đó. Với anh Đỗ Phan Hưng, là bếp trưởng tại quán cơm Yên Vui, công việc chính của anh Hưng là đầu bếp chuyên nghiệp tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Dù nhà cách quán hơn 20 km và công việc nơi khách sạn dẫu bận rộn, anh vẫn cố gắng sắp xếp đi xe máy từ lúc hơn 5 giờ sáng để kịp tới nơi chuẩn bị thức ăn để phục vụ bà con. Mấy anh chị em trong bếp thì cứ tầm độ 6 rưỡi thì bắt đầu đến chuẩn bị và dọn dẹp, thì mình phục vụ bà con làm sao cho kịp bữa ăn trước 10 rưỡi trưa. Khi mà bà con rất là vui vẻ và thì mình cũng cảm giác rất là vui và hạnh phúc. Khi mà được trực tiếp làm món ăn để bán cho các bà con thì mình cảm giác rất là vui vì mình đã góp được một cái chút phần nhỏ bé để của mình để giúp đỡ những bà con có hoàn cảnh khó khăn. Cơm hôm nay thì rất là ngon, cô ăn ở đây mấy buổi rồi và nói chung là tinh thần của các cháu đi phục vụ chu đáo lắm, đâu ra đấy, không có ấy rồi mà rất là lịch sự. Cho đi là còn mãi, đó là những gì mà người gầy dựng lên quán cơm Yên Vui tâm niệm và theo đuổi. Họ cho đi tình thương, trách nhiệm, sự tử tế và họ nhận lại được những nụ cười luôn còn mãi trên khuôn mặt của người dân. Trong thời gian tới, mô hình quán cơm Yên Vui dự kiến sẽ mở thêm 2 điểm nữa trên địa bàn Hà Nội để vòng tay của tình yêu thương thêm lan tỏa, rộng mở hơn. Trải khắp Việt Nam là những quần thể nghỉ dưỡng và giải trí quy mô bậc nhất chỉ có tại Vinpearl. Hứa hẹn mang đến niềm vui trọn vẹn. Vinpearl, nơi niềm vui bất tận đón chờ. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11h30 phút mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.